Lính xe tăng quân giải phóng bắn rụng một tiêm kích Mỹ vì làm bụi bay hết vào nơi cơm, suýt lộ vị trí đóng quân. Được xem là một trong những tiêm kích đầu tiên có thể bay với vận tốc siêu thanh, những chiếc F-100D Super Sabre hay Thanh Bảo Kiếm là một trong những chiếc máy bay rất lợi hại trong thời gian đầu Mỹ tiến hành chiến dịch bắn phá miền Bắc nước ta. Thế nhưng, có một điều cần phải nói ở đây chính là một trong những chiếc máy bay này lại bị bắn hạ vì một lý do rất nực cười, làm hỏng nồi cơm của bộ đội Việt Nam. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, chính là vì làm hỏng một chiếc nồi cơm của bộ đội Việt Nam mà một chiếc tiêm kích trị giá hàng triệu đô của Mỹ khi đó đã bị cắt bay. Mà còn hài hước hơn nữa khi người xạ thủ khiến nó vĩnh viễn không thể bay lượn được nữa, chỉ mất đúng 11 viên đạn để bắn hạ nó. Và không để các bạn đợi lâu, sau đây là câu chuyện về một Thanh Bảo Kiếm bị bắn hạ chỉ vì dám làm hỏng nồi cơm của một anh bộ đội xe tăng Việt Nam vào năm 1968. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Sử Toàn Thư. Trước khi vào nội dung chính, nếu đây là lần đầu các bạn đến với kênh của chúng tôi, Việt Sử Toàn Thư với sứ mệnh kết nối những giá trị lịch sử của dân tộc với người trẻ Việt qua những ấn phẩm video. Bắt đầu nào! Đơn vị đặc biệt. Năm 1966, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang ở vào giai đoạn hết sức gay go quyết liệt. Lúc này, Mỹ đã đưa quân số binh lính Mỹ trực tiếp tham chiến ở miền Nam lên đến con số 30 vạn, đồng thời tăng cường không quân đánh phá miền Bắc. Hòa cùng với các động thái của quan thầy, chính quyền Sài Gòn cũng hung hăng kêu gào Bắc tiến, tràn ngập lãnh thổ. Tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời kêu gọi gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước, trong đó có đoạn: chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đáp lại lời kêu gọi của Bác, nhiều thanh niên viết đơn bằng máu xin gia nhập quân đội, khí thế thì đùa giết giặc lập công hừng hực khắp hai miền. Để đề phòng quân địch liều lĩnh thực hiện âm mưu Bắc tiến cũng như thực hiện chủ trương của Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thiết giáp thành lập một tiểu đoàn xe tăng bí mật hành quân vào tuyến lửa Vĩnh Linh, vừa là để ém quân tại phía Bắc khu phi quân sự để sẵn sàng đánh địch liều lĩnh vượt sông Bến Hải ra miền Bắc, còn khi có thời cơ sẽ nhanh chóng đột nhập vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Đồng thời, cũng thí điểm tổ chức hành quân đường dài và trú quân bí mật để rút kinh nghiệm cho nhiệm vụ đưa xe tăng vào chiến trường sau này. Do điều kiện đường xá cơ động rất khó khăn, các cầu lớn qua sông hầu hết đã bị đánh sập, nên binh chủng tăng thiết giáp xin được thành lập mới một tiểu đoàn với phiên hiệu ban đầu là tiểu đoàn 4, trang bị xe tăng bơi PT-76, sau đổi phiên hiệu thành 177, nhằm kỷ niệm ngày Bác Hồ kêu gọi cả nước quyết tâm đánh Mỹ. Ngày 22 tháng 8 năm 1968, tiểu đoàn xuất phát bắt đầu cuộc hành quân vào tuyến lửa. Sau 10 ngày đêm hành quân liên tục, đơn vị đã vượt qua chặng đường hơn 700 km dưới sự truy cản quyết liệt của không quân Mỹ để có mặt tại vị trí quy định ở Bắc Vĩnh Linh, đảm bảo an toàn 100% người và các loại trang bị kỹ thuật. Với nhiệm vụ đặc biệt được đề ra, vấn đề đầu tiên được đặt ra với ban chỉ huy tiểu đoàn 177 là phải tuyệt đối giữ bí mật vị trí trú quân và tất cả mọi hoạt động của đơn vị để bảo toàn lực lượng. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, vì nếu để lộ ra, chắc chắn không quân địch sẽ tập trung lực lượng oanh tạc ngày đêm. Vì vậy, để giữ bí mật và cũng để đảm bảo an toàn cho người và xe, đơn vị đã cho đào hầm xe rồi lợp tranh lên trông như nhà dân. Dưới bụng xe đào thêm một hầm sinh hoạt cho kíp xe. Bộ đội thì ăn mặc giống như bà con nhân dân bản địa và hết sức chú trọng đến công tác ngụy trang, phòng gian bảo mật. Ngoài ra, đơn vị cũng xây dựng một số nhà hầm phục vụ sinh hoạt, học tập và một bãi tập thực hành cách đó vài km. Nhờ vậy, suốt thời gian đóng quân ở ngay vùng chiến tranh phá hoại cường độ cao, song chưa có lần nào địch phát hiện ra và đánh vào đơn vị. 11 viên đạn đổi lại F-100. Ngày 5 tháng 10 năm 1968, 9 năm ngày kỷ niệm thành lập binh chủng tiểu đoàn, tổ chức sinh hoạt chính trị, ôn lại truyền thống quân đội và binh chủng tăng thiết giáp. Bỗng nhiên, một chiếc máy bay phản lực bay rất thấp vụt qua vị trí đóng quân của đơn vị. Tiếng gầm rú và sóng xung kích do nó tạo ra làm tốc lên một đám bụi mờ. Vốn quen với hoạt động của đủ loại máy bay Mỹ rồi nên đơn vị vẫn sinh hoạt bình thường. Vài phút sau, chiếc máy bay vòng lại theo đúng đường bay cũ. Đột nhiên, hai loạt đạn ngắn từ ngọn đồi phía tây vị trí đóng quân của tiểu đoàn vang lên, rồi xung quanh dậy lên tiếng reo: máy bay cháy rồi, máy bay rơi rồi. Cả đơn vị đổ ra ngoài quan sát. Phía đông, một chiếc F-100 kéo theo một cái đuôi khói dài đen đặc đang lặc lè cố lết ra biển nhưng không kịp nữa rồi. Nó loạng choạng rồi lao thẳng xuống.
Mọi người cùng vỗ tay ra mừng phấn khởi. Không khí hân hoan trong tiểu đoàn bỗng ắng hẳn đi như bị dội một gáo nước lạnh khi tiểu đoàn trưởng hô lớn: "Tất cả về vị trí chiến đấu, sẵn sàng đánh trả máy bay địch." Nói rồi, anh gọi trợ lý tham mưu tiểu đoàn: "Đồng chí đi xác minh ngay ai, đơn vị nào vừa bắn rồi về báo cáo cho tôi." Đến lúc đó, hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đoàn mới thấy hết tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Nhiệm vụ của họ là bí mật ém quân ở đây. Nếu bây giờ do sự việc chiếc máy bay này bị rơi mà vị trí đóng quân của tiểu đoàn bị lộ và không quân Mỹ tập trung đánh phá thì sao? Một chiếc máy bay dẫu có lớn nhưng không thể đánh đổi bằng cả tiểu đoàn xe tăng được. Hiểu được như vậy nên tất cả chuẩn bị súng ống, đạn dược một cách nghiêm chỉnh. Bởi vì nhỡ mà máy bay Mỹ nó lại kéo đến thì lúc đó cả có mà khô hết các loại nước trong cơ thể, kể cả máu với nó. Không khí ngàn cân mà treo trên mỗi một sợi bún mỏng manh. Và rồi cũng không khó khăn gì lắm, đồng chí trợ lý tham mưu đã xác định được người đã bắn hai loạt đạn trên không phải ai xa lạ mà chính là pháo thủ Đỗ Văn Hường, chiến sĩ của Trung đội 3, Đại đội 1, khi cậu ta đang lễ mễ bê khẩu 12 ly 7 cùng một hòm đạn từ trên đồi về xe. Pháo thủ Hường được đưa ngay lên nhà chỉ huy tiểu đoàn. Khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của các thủ trưởng và không khí căng thẳng trong toàn đơn vị, Hường hiểu được tính chất nghiêm trọng của việc mình làm nên run run lúng búng: "Em chót bắn mất rồi, các thủ trưởng ạ." Đang rất căng thẳng, song nhìn thái độ của Hường, các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn cũng phải cố nén cười. Tuy nhiên, không thể không xử lý nghiêm khắc vấn đề này. Hường được lệnh ngồi tại đó viết bản tường trình và kiểm điểm về hành động của mình. Chi tiết thì pháo thủ Hường kể lại như sau: "Hôm đó, anh được phân công là anh nuôi của đơn vị, đảm nhận việc nấu cơm. Hai đồng chí khác của tổ, hôm đó người đi chợ, người xuống sông xách nước. Anh chẳng lo cái chi ngoài việc lo cơm sống, cơm khê và gió to làm đổ bếp, bay mái khiến đồng đội ăn không ngon miệng, thậm chí là mất bữa ngon trong ngày quan trọng của binh chủng. Thế mà từ đâu chả biết một thằng giặc lái bay thấp lao qua, bỏ lại phía sau tiếng rít rợn người cùng luồng phản lực làm gió cuộn lên, làm đổ mất cái nồi cơm của anh. Anh Hường tức đến nỗi mắt nổ hết cả đom đóm, quyết định cho nó ăn đòn. Rồi anh lại nhìn nhanh lên trận địa, 12 ly 7 trên đỉnh đồi, nghĩ thầm: chắc nó đánh hơi thấy gì rồi, cho nó nếm đạn 12 ly 7. Truyền thống của quân đội chẳng đã có một người, một súng cũng tiến công đó sao? Đây là trận địa 12 ly 7 của đơn vị đi trước để lại để hành quân vào Nam. Trận địa vẫn còn gác súng, còn cả ổ xoay. Nhìn về đơn vị, các túc cảnh giới đã vào vị trí theo phương án chiến đấu đã luyện tập. Thấy chiếc xe tăng để dưới hầm gần nhất, khẩu 12 ly 7 đã lắp trên tháp pháo. Hường lao đến, bằng những thao tác thuần thục, anh tháo khẩu súng, tay xách hòm đạn chạy băng băng lên đỉnh đồi. Lắp đạn, bật kính ngắm, chân đứng vững, hướng nòng súng về phía chiếc máy bay từ biển lao vào. Đồng chí bình tĩnh đưa mục tiêu vào vòng kính ngắm, hai ngón tay cái thử co duỗi ấn nhẹ trên lẫy cò. Chiếc máy bay địch lớn dần lên trong kính ngắm, Hường ấn cò điểm xạ 1, mũi chiếc máy bay chùm kín và nằm đúng tâm điểm kính ngắm. Anh siết cò điểm xạ 2, chiếc máy bay vụt qua đầu tuôn ra tiếng gầm rít đinh tai. Hường xoay súng bám theo mục tiêu và định bồi thêm mấy loạt đạn nữa. Chợt anh nhìn thấy chiếc máy bay đuôi phụt khói đen, rồi lửa bùng lên, nó vòng sang trái loạng choạng bay ra biển. Quá bất ngờ, Hường buông súng ngơ ngác một thoáng rồi hét lên: "Rơi, máy bay rơi rồi!" Cùng lúc tiếng reo máy bay rơi rộ lên từ bốn phía. Đang phấn khích reo hò, nhìn theo vệt khói đen loang to về phía chân trời, đồng đội đã chạy đến xung quanh anh. Đại đội trưởng hỏi: "Hường, cậu bắn à?" "Vâng, máy bay cháy đẹp quá anh ạ." Đại đội trưởng lại mắng: "Đẹp, đẹp cái con ếch." Ngay lập tức mệnh lệnh được ban ra: "Tất cả chuẩn bị chiến đấu, không có lệnh không được nổ súng. Các xe về vị trí chiến đấu bảo vệ xe." Chỉ một loáng, các ngọn đồi có trận địa phòng không được triển khai. Người vác đạn, lắp đạn, tiếng người đôn đốc nhắc nhở nhau. Hường chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng đang đến. Chỉ lệnh tiếp theo, pháo thủ Đỗ Văn Hường gặp cán bộ tác chiến tiểu đoàn để làm báo cáo kiểm điểm, tường trình. Loài hoài mãi trên trang giấy mà Hường vẫn chỉ viết được mấy dòng màu đầu, còn động cơ nổ súng, nhận thức tác hại, hậu quả, tầm quan trọng của khu vực giấu quân cứ ong ong trong đầu. Có thể chỉ ít phút nữa thôi, máy bay Mỹ sẽ ào đến oanh tạc địa điểm này. Một máy bay Mỹ đâu đổi được cả một tiểu đoàn xe tăng đã bí mật ém quân sẵn sàng chiến đấu trong gần năm trời. Sĩ quan tác chiến tiểu đoàn 177 nhìn dáng điệu khổ sở của Hường, từ tốn hỏi: "Đồng chí nổ súng lúc mấy giờ?" "Khoảng chừng 10 giờ ạ." Sĩ quan lại hỏi: "Thế vì sao bắn?" Loay hoay gãi đầu gãi tai, đắn đo một lúc, Hường thốt ra: "Em chót bắn rồi thủ trưởng ạ." Cán bộ tác chiến suýt phì cười: "Thế cậu bắn bao nhiêu viên?" "Em bắn 2 loạt."
Sau đó mọi người kiểm tra rồi báo cáo anh đã bắn 11 viên. Được gợi mở, Đỗ Văn Hường tường thuật diễn biến của trận đánh từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chưa đầy 20 phút. Người cán bộ tác chiến ghi chép cẩn thận vào bản báo cáo và sơ đồ đường bay những điều cần thiết. 18 giờ chiều hôm đó, lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu được hạ cấp, lại thêm tin vui chính thức bay về. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và mặt trận công nhận chiến công bắn rơi máy bay F-100 của Mỹ cho Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 177, Trung đoàn xe tăng 202 và được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Pháo thủ Đỗ Văn Hường được tặng giấy khen của tiểu đoàn do chính trị viên tiểu đoàn 177, Đại úy Bùi Văn Tùng ký. Như chút được gánh nặng, hôm sau pháo thủ Đỗ Văn Hường rụt rè hỏi chính trị viên Bùi Văn Tùng: "Thủ trưởng ơi, thế em có bị kỷ luật không?" Chính trị viên tiểu đoàn cười cởi mở: "Không, không đâu. Mà trái lại, tớ đã ký giấy khen tặng cậu rồi đấy. Hôm tới đây chào cờ sẽ chào." Uy lực của súng máy 12 ly 7 ngày hôm ấy. Trên thực tế, khẩu súng máy 12 ly 7 mà pháo thủ Đỗ Văn Hường sử dụng ngày hôm ấy là một dạng độ thêm cho nhiệm vụ phòng không. Súng được gắn trên một loại giá được thiết kế dành riêng cho xe tăng. Phiên bản PT-76 ta sử dụng ngày ấy là PT-76 hoàn toàn không có súng máy phòng không hạng nặng trên nóc xe. Và tên gọi của khẩu súng đó là DSHK, đọc là Ditka, được Liên Xô sản xuất. DSHK là súng máy hạng nặng tiêu chuẩn của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, được biên chế cho các đơn vị phòng không và thiết giáp Liên Xô. Xe tăng IS-2, pháo tự hành ISU-152, xe tăng lội nước T-40 đều dùng DSHK làm hỏa lực phụ trợ trên tháp pháo. Trong suốt 5 năm Chiến tranh Thế giới thứ 2, Hồng quân đã sản xuất được khoảng hơn 9.000 khẩu DSHK. Ngoài tác chiến phòng không, vì sử dụng đạn cỡ nòng 12 ly 7 x 108 ly với sức xuyên phá cao, DSHK còn được sử dụng cho nhiệm vụ yểm trợ bộ binh khi tác chiến trên mặt đất, nhất là bắn các mục tiêu xe thiết giáp với lớp giáp mỏng. Cần thiết vì chọi cả bộ binh với tỷ lệ một đạn xuyên 4-5 lính là chuyện thường ngày ở huyện. Khi đó, súng sẽ được gắn trên một bộ chân đế có hai bánh xe, hai càng cố định và một tấm khiên chắn bằng thép để bảo vệ cho xạ thủ. Về thông số, mỗi khẩu DSHK có thông số như sau: nặng 34 kg chưa tính phần chân đế, mỗi khẩu dài tổng cộng 1,62 m, chiều dài nòng là 1,07 m, sử dụng đạn cỡ 12 ly 7 x 108 ly, vận tốc đầu đạn 850 m/s, qua đó cho khả năng xuyên lên đến 23 mm thép. Mỗi khẩu đi cùng hộp tiếp đạn 50 viên, tốc độ bắn 550-600 viên/phút, cho phép súng khạc liên tục trong khoảng 10 giây. Tầm bắn tối đa của DSHK là 3.200 m, trong khi đó tầm bắn hiệu quả là khoảng 1.500 m. Với tầm bắn được xem là tốt như vậy thì mục tiêu cứ vào tầm, còn xạ thủ thì nhắm kỹ, điểm xạ tốt là có huân chương treo ngực áo. Từ thời kháng chiến chống Pháp, DSHK đã là một thứ vũ khí đáng gờm với máy bay bay thấp của giặc. DSHK cùng với những khẩu pháo phòng không tự động 61K-37 ly giúp cho Việt Minh khống chế gần như toàn bộ bầu trời Điện Biên Phủ, gây ra rất nhiều khó khăn và thiệt hại cho các hoạt động tiếp viện, trinh thám hay đánh phá bằng máy bay của không quân Pháp. Cho đến kháng chiến chống Mỹ, số lượng đại liên DSHK phục vụ trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tăng lên đáng kể, và đồng thời, quân chủng phòng không không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng ngày một trở nên lớn mạnh, quy củ hơn trước rất nhiều lần. Mỗi một trung đoàn thường được trang bị khoảng từ 3 đến 4 khẩu súng này, còn mỗi một tiểu đoàn thì được trang bị ít hơn trung đoàn, thường chỉ có khoảng từ 2 đến 3 khẩu. Về bắn hạ máy bay địch, cụm tiểu cao 175 thuộc trung đoàn cao xạ 252 là một điển hình cho việc súng bé bắn máy bay to. Trong biên chế của tiểu đoàn có một đại đội gồm có 12 khẩu DSHK 12 ly 7 và hai đại đội gồm có 18 khẩu ZPU-2 và ZPU-4 đã chiến đấu tốt trong chiến dịch phòng không 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, bắn rơi 5 máy bay tiêm kích các loại A-6, A-7, F-4H và một chiếc F-111 của không lực Hoa Kỳ. DSHK được nhiều chuyên gia quân sự Mỹ đánh giá là một trong những thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm đối với các loại trực thăng của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Chỉ cần vài phát đạn 12 ly 7 bắn trúng trực diện chiếc trực thăng là đủ để bắn rơi nó. Trong số hơn 6.700 trực thăng các loại của Mỹ bị phá hủy ở Việt Nam, thì tỷ lệ trực thăng bị hạ lớn nhất là do súng máy DSHK gây nên. Và đó cũng là câu chuyện mà Việt Sử Toàn Thư muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay. Nếu thấy nội dung này hữu ích, các bạn hãy chia sẻ thêm cho người thân và bạn bè của mình nhé. Ngoài ra, vì các thuật toán của YouTube ưu tiên cho các video có nhiều lượt tương tác như thời lượng xem và like, nên nếu thích video này thì các bạn hãy vui lòng ấn vào nút like để video được tiếp cận xa hơn nhé. Nội dung video chỉ dùng để cung cấp thông tin, không đại diện cho quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức nào.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả từ việc sử dụng thông tin trong video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn